Diệm Diệm, ngoài kia có phải trời đang thay đổi không? Thưa quốc sư, không có. Có phải thầy đã phát hiện được gì không? Trên bức tranh này hiện ra mây và sương, phương hướng không rõ, nắng mưa không phân biệt. Có phải ngoài kia trời đang thay đổi không? Quốc sư, khí hậu hôm nay có vẻ hơi lạ. Rõ ràng là đang tốt trời, nhưng đột nhiên lại ẩm thấp. Có lẽ tại khí hậu quá nóng, cho nên hơi nước mới bốc lên như vậy thôi. Không phải. Thật ra là có người đang dùng pháp thuật di hình quán dị để che khuất hành tung của bọn người của Đạt Ma. Người đó là ai vậy? Sư phụ, có chuyện gì mà hoảng hốt? Sư phụ, võ tài của đội Thiên Ma toàn bộ biến mất, biệt tâm biệt tích. Một mệnh chặn đường Đạt Ma, nhưng cuối cùng cái đội đã biến mất, biệt tâm biệt tích. Đệ tử tự đi tìm kiếm khắp nơi, chứ không thể tìm được tung tích của họ. Ta hiểu rồi. Con đi điều tra tung tích của đội Thiên Ma. Ngoài ra chú ý xem có kẻ nào đáng nghi đi đến biên giới Bắc Ngụy. Dạ sư phụ. Theo ý của đệ tử thì chúng ta phải tìm một số người lục soát. Không được. Sự việc mà Đạt Ma đến Bắc Ngụy tuyệt đối không để kinh động quan phủ. Nếu như để cho hoàng thượng biết tin, phước lại sẽ thêm phần khó khăn cho chúng ta. Muốn tìm Đạt Ma thật ra chẳng khó khăn gì. Đi mau. Dạ đệ tử cáo lui. Diệm Diệm, hiện nay tiểu thiền cô nương đang ở đâu? Tôi đã làm theo lời dặn của quốc sư, giả hồ cốc. Bây giờ có lẽ cô đã đến đó rồi. Được, để ta đi xem. Tiện quốc sư. Trên đường tới đây, chúng ta chẳng điều tra được manh mối gì cả. Chẳng lẽ mấy chục người đó đã biến thành tro cả hay sao? Biến thành tro thì cũng phải để lại dấu vết. Với lại Ngô sư huynh đâu có dễ gì bị người ta giết hại được. Tên này đi chung với bọn người của Đạt Ma kia mà. Tại sao hắn ta lại ở đây? Khoan đã. Đồng bọn ngươi đâu rồi? Được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại Yim TV. Ta nhìn thấy ngươi, tao nóng lên rồi. Ngươi tưởng rằng ta đang ở trong nhà tù bị ngươi bố trí hay sao? Ta cho nha, ta cho ngươi hay nha, đừng có chọc giận ta. Nếu không thì ta sẽ. Dừng tay! Không được giết hắn, ta có chuyện phải hỏi hắn. Sau khi ngươi trốn khỏi lao tù, ngươi có gặp Đạt Ma hay không? Không gặp. À, nếu nói như vậy là ngươi bị Đạt Ma trục xuất sư môn hay sao? Nếu không tại sao tiểu thiền, tiểu tứ, tiểu bửu đều theo hắn ta, chỉ đi có ngươi lỡ lại. Ngươi vốn chẳng phải là tâm phúc của Đạt Ma. Ta thấy bản mặt của ngươi thật ra chẳng hay ho gì. Nếu như ngược lại là ta thì chắc chắn ta không nhận một tên đệ tử ngu ngốc giống như ngươi đâu. Giả lại hiện giờ hắn có đệ tử đắc lực hơn ngươi nhiều, võ nghệ của tên đó cao siêu hơn ngươi gấp trăm lần. Ngươi đừng có đoán mò nha, cậu ta vốn chẳng phải là đệ tử của đại sư đâu á. Nói người đó là ai? Tại sao hắn giết chết chúng ta? Hiện giờ hắn ta đang ở đâu? Tới vào. Tôi không biết đâu có được. Không được giết Quỳnh ấy. Không được. Đừng. Cho đại ca. Cho đại ca. Quỳnh đã đánh chết Quỳnh ấy rồi đó. Cho đại ca. Tiểu thì cô đưa yên tâm đi, hắn ta chỉ cất thôi. Chắc cô không muốn để cho hắn ta biết sư phụ của tôi đối xử với cô tốt như vậy. Và cũng chính vì thương hại cô bị Đạt Ma lừa gạt, đầu óc của hắn ta đơn giản, tôi sợ bất lợi cho cô thôi. Quý vị bẩm báo với quốc sư, tôi đã cảm thấy chán nản đối với Đạt Ma rồi. Thôi được, nhưng mà tôi phụng mệnh của sư phụ tôi phải tìm cho ra tên hung thủ đã giết chết võ tăng của chúng tôi. Không biết cô nương có biết đó là ai không? Tôi không biết. Nhưng mà tên hung thủ giết chết võ tăng của huynh, theo tôi nghĩ không phải là Đạt Ma và theo thầy ấy đâu. Tại vì từ nhỏ tôi đã quen biết với họ rồi.
Tôi biết rõ họ chẳng có võ công cao thâm như vậy. Hả? Cô không biết thật à? Thiệt cô đương, chuyện này đối với sư phụ tôi rất là quan trọng. Tôi có thể hứa với cô tuyệt đối không làm hại Đạt Ma. Đừng nhắc đến thầy ấy mà. Tôi thực sự không biết. Có phải là Hồ Cơ hay không? Không thể nào, tôi nhìn thấy được. Ủa, cô đó là một người sắp chết rồi, cô vốn không đủ khả năng giúp Đạt Ma. Thiệt cô đương, nếu cô chấp nhận nói cho tôi nghe, sư phụ tôi và tôi sẽ cảm kích vô cùng. Minh và lồng tiếng tại Y Phim TV. Tôi biết hiện nay cô chẳng biết gì, chỉ cô có thể giúp chúng tôi hỏi thăm hay không? Tôi đồng ý. Cảm ơn thì cô đừng. Tiểu thiệu cô đừng, Châu Quynh sẽ lập tức tỉnh dậy ngay, chẳng bị thương gì cả. Xin thiệu cô đừng hãy yên tâm. Tôi xin cáo từ và chờ tin vui của thiệu cô đừng. Hả? Vừa rồi bị đánh cả buổi trời vậy mà không bị thương gì hết. Hả? Chắc là quyền kích của họ làm bằng bông gòn rồi. Ủa? Tiểu thịt, cô tới lâu chưa vậy? Chúng ta đi tìm Đạt Ma. Nếu nói như vậy, đội thiên ma đã biến mất vô hình. Ai có pháp lực như vậy? Có lẽ họ gạt tôi. Tại vì lúc tôi hỏi họ, họ thường ú a ú ớ. Họ không có gạt cô. Thuyết minh và lồng tiếng tại Y Phim TV. Có nhiều chuyện nếu cô suy nghĩ thì sẽ hiểu ngay. Nhưng họ có một nhân vật có pháp lực và võ nghệ cao cường như vậy, tại sao phải gạt cô? Nếu như trong họ có một nhân vật gì, thì sau này tôi phải làm việc. Tiểu Thiên, quốc sư, tôi thuốc giải mà tôi đưa cho cô, tại sao cô không uống? Chính đại sư đã nói uống một gói kia mà. Tôi đã nhắc nhở cô rất rõ, nếu như phát hiện là da bị biến hóa thì mang ra uống. Cô nhìn xem, hiện giờ là da của cô đã biến hóa rồi, tại sao cô không uống vậy? Đại sư à, có lẽ là tôi quá bận cho nên tôi đã quên mất cảm giác gì về làn da của tôi có điều gì không ổn, còn cứu được hay không? Tôi nhất định sẽ cố gắng giúp cô trị liệu cho khỏi, nhưng trong lòng cô không thể che giấu bất cứ điều, biết không? Nè, ngồi xuống. Chính có thật là cô không gặp Đạt Ma không? Tôi không có gặp thầy ấy, nhưng trong lòng của cô đều muốn bảo vệ. Tôi không hiểu. Tôi không trách cô. Con người phải có tình cảm. Tình cảm mà cô dành cho hắn là ưu điểm của cô. Cao Tiểu Thiên, cô là một người đàn ông tốt. Nhưng mà nếu cô để yên cho hắn tiếp tục sai lầm như vậy, để cho hắn tự cho rằng mình là hóa thân của Phật Tổ, như vậy hắn sẽ không còn cách để cứu chữa được. Tiểu Thiên à, nghe lời tôi, để tôi giúp cho cô đập tan giá tâm trong lòng, để hắn làm một người bình thường, một người đàn ông yêu thương cô. Hình như thầy ấy lại lấy được Xá Lợi Tử, không biết có phải vì vậy mà công của thầy ấy tăng cao mà giết chết thuộc hạ của thầy không? Có thể. Tiểu thư cô nương, vậy nay trong lòng của cô có phải nghĩ rằng Đạt Ma đã rời khỏi làng của Hồ Cơ hay không? Tôi cũng không biết rõ nữa, nhưng mà tôi cứ nghi ngờ lời nói của tiểu tứ chẳng đáng tin gì cả, tại vì chưa chắc Đạt Ma đã cho cậu ấy biết sự. Kể cả tôi cũng vậy, Đạt Ma cũng nhẫn tâm gạt, nói chỉ đến tiểu tứ chứ. Điều đó tôi hiểu được, chỉ cần cô cho rằng hợp lý và đáng tin. Dạ, tôi không dám nói là đáng tin, nhưng Hồ Cơ và mấy tên thuộc hạ của cụ cứ lén la lén lút như vậy,
Hôm đó tôi vừa gặp, rõ ràng cô đã chết rồi mà. Có thể cứu sống cổ nhất định là công lao của Xá Lợi Tử Phục. Tuy hiện giờ bệnh của cổ chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà tôi đoán thầy ấy nhất định đang ở trong của con hồ ly tinh đó. Chỉ vì họ không muốn cho tôi biết cho nên mới đuổi tôi đi thôi. Cô nói đúng. Thiên Không, con lập tức phái người đến ổ của Hồ Cơ ngay bây giờ. Giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ta nhất định phải cho bọn hồ ly nếm mùi ác quả phản bội ta. Dạ. Nguy rồi. Cái mặt của người đi. Ác thiệt. Tiểu cô nương à, cô đừng có đi. Cô vừa mới lên lại mà. Cô đi một mình mạo hiểm lắm. Để tôi đi theo bảo vệ cô. Đừng có đi. Bỏ tôi ra. Đi mà. Đừng. Tiểu cô nương à, cô đừng đi. Chạy mau. Tôi mong có sao hay không? Hồ Ly Tinh ở chỗ đây, mau báo nó lại. Quốc sư của nói hắn đã phản bội lời thầy với chủ nhân. Tiểu cô nương mau chạy đi, chạy đi. Tớ mẫu. Cô chạy đi đâu? Tớ mẫu. Chạy mau đi. Chạy mau đi, chạy mau, chạy mau đi. Chạy mau đi, tiểu cô nương, chạy mau đi. Chạy mau đi, chạy mau, chạy mau đi, chạy mau. Tiểu cô nương, chạy mau đi. Không ai có thể chạy thoát đâu. Nếu như các người chịu đầu hàng, nói không chừng ta sẽ tha cho các người. Ngươi đừng hòng, ta phải giết chết tên tội ác tại trời này. Phù tâm, phù tâm, anh có sao không? Chạy mau đi. Người đâu hả? Tôi nói chạy chưa xa đâu, mà đi kiếm đi. Dạ, đi kiếm nào, đi kiếm nào. Mở lên, mở lên, bên này, bên này, bên này, mở lên, mở lên, mở lên, mở lên, bên này, bên này, bên này, bên này, bên này, mở lên, bên này, mở lên, kiếm không thấy, đi kiếm, bên này, bên này, đi. Phóng lửa đi, đốt sạch cái hồ thôn này. Dạ. Xin hai vị thí chủ đừng kinh sợ. Ôi
Xin hai vị thí chủ đừng kinh sợ. Chú cháu người bản tánh lương thiện, bần tăng có chuyện này muốn ủy thác cho hai vị. Sau khi về đến nhà thì hãy mở cái túi này ra và phải thiện đãi đối với hai người trong túi này. Bọn họ sẽ tự mình trị vết thương, sau này sẽ có lợi cho hai vị. Hả? Trong túi này có hai người sao? Đúng vậy. Bây giờ hai người họ đang gặp nạn và có duyên phận với các người. Các người phải thiện tâm chiêu đãi thì sẽ có thiện quả. Bần tăng đi. Lão thần tiên, xin lão thần tiên cho biết tên họ để chúng tôi nói cho bọn họ biết. Được. Ta tên là Bạch Hồ Lão Nhân. Còn nữa, đừng để cho họ gặp bọn hòa thượng đó biết không? Tại sao vậy? Đã. Thần tiên à. Không biết là xảy ra chuyện gì đây. Phim được dịch chủ đầu Thích Minh và lồng tiếng tại Yfim TV. Vậy bây giờ tính sao? Được. Chúng ta cứ làm theo lời ổng đi. Đem bọn họ trở về nhà của mình. Sao người lại phóng hỏa đốt cháy hồ thô? Là bởi vì trời quá tối đi, đệ tử sẽ đặt ma chạy thoát, cho nên kết quả tất cả sinh mạng ở trong hồ thô bị trời đốt cháy hết, những kiếm không gặp đạt ma, còn hồ cơ thì lại mất tích, có phải vậy không? Biết đâu hồ cơ đã bị đốt chết cũng không chừng. Trên trời có sấm sét, bây giờ trời đã làm cho thiên nổ rồi. Phần ta phải trở về tụng kinh để tiêu trừ cái nghiệp chướng này. Bây giờ ngươi phải mau ra lệnh cho các bộ hạ, từ chỗ này cho đến Lạc Dương, mỗi nơi bố trí tai mắt của ta. Phải nhớ đừng để cho đạt ma nó đến Lạc Dương. Còn việc phần khủng hồ cơ này, phải kiếm cho được nó, phải giết chết nó. Hôm nay để cho nó chạy thoát, chắc chắn sẽ là tai họa sau này. Vì chuyện này cũng có nên làm sơ sót nữa. Sư phụ, vậy cô dạy sư phụ có phải là... Ta sẽ ra lệnh cho tiểu tiên tiếp tục theo dõi hành tung của đạt ma, rồi theo ta đi về Lạc Dương, đến trước Phật tòa trong đại nội tụng kinh 3 ngày để tiêu trừ tội ác lành nghề. Rất may là con yêu hồ đó nó có tình trưởng, nếu như không thì tội với ta rất khó tiêu trừ được tội ác lành nghề. Cũng tại đệ tử liên lụy đến sư phụ. Hãy mau đi làm việc đi. Lần này ta phê chuẩn cho trò dùng đến phi vũ võ sĩ và binh sĩ. Sau khi làm xong, lập tức đến Lạc Dương gặp ta. Dạ. Tiểu thiền cô nương còn chưa ngủ sao? Dạ chưa. Tôi bị tiếng hát của Chu Đại Ca làm giật mình thức dậy. Tôi nghe có tiếng động ở ngoài này, cho nên mới ra đi coi thử. Thế là khó trách lắm. Người ta được nằm ngủ ngáy khò khò là bởi vì tại ta sơ sót. Ta phải kiếm một gian phòng thanh tịnh cho cô. Dạ không cần đâu, để tôi xếp đặt được rồi. Bây giờ chỉ còn có một ngày, đừng để cho người ta nghi ngờ. Cô nói đúng lắm. Tiểu thiền cô nương, ta đã dò biết đạt mai ở đâu rồi. Ta muốn cùng cô nương chịu khó khuyên dạy nó. Tinh Phật không phải có huệ căn, nó còn quá nặng lòng phàm, đáng lẽ phải còn là một người tục thế, sống trong một cuộc đời có tình yêu. Nhưng bây giờ ta không có cách gì cùng đi với cô. Ta phải trở về hoàng cung Lạc Dương. Hoàng thượng chịu ta hồi cung, cho nên ta sẽ cho người tiễn cô đi. Sau này sẽ gặp nhau ở Lạc Dương. Tiểu thiền cô nương, không biết là cô đã hiểu tôi hy vọng có quyền nói như thế nào chưa? Tôi hiểu rồi. Nhưng mà tôi sợ đạt ma sẽ không nghe lời của tôi khuyên. Quốc sinh, đạt ma thì có duyên với Phật sao? Phật duyên của nó có thể là một thiện nam hoặc là một vị cư sĩ, chứ không phải là xuất gia đi tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà ta không biết tại sao nó tưởng nó là truyền nhân nhị thập bát đại của Phật tổ. Như vậy thì không xong rồi. Theo sự tu hành của nó sẽ đem lại tai họa tử vong cho nó. Tiểu thiền cô nương, cô đã nhìn thấy rồi, ở thế gian này tình duyên của nó còn chưa dứt.
Nếu mà như vậy sẽ có thể trở thành đệ tử của Phật Môn được. Cho nên cô cần phải đi khuyên nó. Thuyết minh và lồng tiếng tại Y sau khi cô gặp mặt được nó, có lẽ có sự phiền não gì tình. Chuyện này thì chưa chắc có thể là giúp được cô. Cô phải dùng trí tuệ giải quyết chuyện này. Vậy để tôi đi gọi họ sẽ lên được ngay. Ê, đừng có làm phiền tụi nó. Cô viết vài chữ nói với tụi nó được rồi. Tụi nó có chuyện của tụi nó. Tụi nó đi theo cô sẽ ảnh hưởng tới cô. Hơn nữa, tình cảm giữa cô và Đạt Ma tốt nhất đừng cho người ngoài biết, có phải không? Đại sư, ở đây cách làng Dương còn xa cách phải không? Phải, đặc biệt là chúng ta phải đi ngang qua đồi núi. Cho nên đường đi càng xa xôi, chúng ta phải qua đồi núi này mới tìm một chỗ nghỉ chân, sau đó thuận tiện hỏi người ta ngôi chùa nào trước cửa có kỳ quỷ. Dạ. Đại sư, gặp biết anh tiểu tế đã kiếm được chị tiểu thiền chưa? Ta nghĩ có lẽ đã kiếm được rồi. Chỉ cần ở chỗ hồ cô nương, tiểu thiền và chu đầu tam kiếm được phương hướng của mình. Tốt hơn hết, bây giờ ta dựa vào lời nói của sư phụ ta đi tìm. Nhưng mà đại sư kêu hồ cô nương mama rời khỏi chỗ đó đi, không lẽ đại sư biết chỗ đó có nguy hiểm sao? Họ rất là nguy hiểm. Đại sư, trong lòng đại sư phải còn đang nhớ hồ cô nương. Ta tu hành cực kém, nhất định ta phải tu hành. Nếu không biết động lòng, phim được dịch thì làm sao có thể hoàn pháp được cho Phật tổ. A Di Đà Phật. Ê, đại sư, đằng trước có người đi tới, ta hỏi đường người ta. Xin hỏi đi ra là một vị hòa thượng. Nè, tụi tôi không phải là yêu quái ăn thịt người, chứ hỏi vậy câu không được hay sao? Nè. Ê, ông đừng làm bộ khách sáo chúng tôi nha. Cái ông hòa thượng này đánh công thắng hai chú cháu chúng tôi á, làm bộ lễ phép hả? Chúng tôi không có gì nói gác người. Chú quan chế này ta đã. Tụi tôi chẳng qua muốn xin hỏi thăm chú, ở đây có ngôi chùa nào ở trước cửa chùa có trồng cây quế hay không? Mày đừng có bị chuyện gà tụi tao nữa. Các người làm hòa thượng không biết chỗ nào có chùa hay sao? Cho mày biết, tụi tao bây giờ phải đi ngay. Tụi mày tốt nhất đừng có đi theo nha. Không rảnh nói với mày nữa, mình đi. Nè, yeah, hai vị chủ. A Di Đà Phật. Đại sư không phải là người của Lưu Chi Tam Tạng hay sao? Đương nhiên là không. Không lẽ hai thí chủ có thù gì với Lưu Chi Tam Tạng hay sao? Vậy tốt nhất là đại sư đi theo con đường này. Chúng tôi là người đi săn trên núi, và thường hay bị cái bọn hòa thượng đại lương ăn hiếp, cho nên mới có lòng chống đối với người xuất gia. Nếu đại sư và bọn chúng không có quan hệ gì, tốt nhất là đi theo đường khác hay hơn. Vậy đại lương tự có phải gần Lạc Dương không? Lạc Dương? Lạc Dương cách chỗ này xa dữ lắm, chúng tôi chưa có từng tới. Tiểu Bảo, lại đây. Được rồi, chúng ta đi con đường khác đi. Đi, đi. Có người tới. Chạy mau. Nè chú à, có phải tới kiếm hồ cơ cô nương không đây? Hả? Hồ cô nương? Nè, hai chị mới nói gì về hồ cô nương vậy? Ờ, không gì, không gì, không gì. Không có gì, đâu có nói hồ gì chứ. Khi nãy những người đi qua, có phải là Phi Vũ Võ Tăng mà Lưu Chi Tâm Tạng rất đắc ý đó không? Đúng vậy, mấy hôm trước tôi có tới Đại Lương để nạp thuế, có gặp một tiểu đầu mục của bọn họ đến chùa truyền pháp vụ của quốc sư gì đó, và cũng ăn mặc như vậy. Ừ, chúng tôi thiệt lo lắng. Như vậy thí chủ, hãy nghe tôi nói một lời. Bần tăng tên là Đạt Ma, tuy rằng cũng là người xuất gia, nhưng chúng tôi không phải giống Lưu Chi Tam Tạng. Bần tăng có quen biết với một vị cô nương và đang tìm kiếm cổ. Có lẽ các vị đang gặp sự nguy hiểm. Nếu hai người không phản đối, bần tăng muốn theo hai vị đến thăm cô ta. À, đi, đi. Bộ quốc sư bây giờ phải đi Lạc Dương để thuyết pháp cho hoàng thượng nghe. Cho nên đối với Đạt Ma, làm loạn Phật pháp cần phải bắt sống. Nghe đây,
Thì chuyện này phải giao cho Bạch Vũ âm thầm yểm trợ tiểu tiền cô nương chấp hành. Thuộc hạ tuân pháp chỉ. Đây là chỗ đi ngang qua mới có thể đến Lạc Dương được. Bất luận đường núi hay là đường ngựa đều phải đi ngang qua chỗ này. Táp Tâm. Dạ cô Bần Tăng. Phải tăng tìm thám tử, thấy có nhân vật nào khả nghi thì đừng có bỏ qua. Tuân lệnh. Phi Vũ. Có thuộc hạ. Người có phát hiện có thấy chỗ nào khả nghi hay không? Tôi đã phái hai đám người lên núi lục xét, và bọn họ đã trở về bẩm báo. Ở trên núi, ngoại trừ của ba gia đình làm nghề săn bắn ra, không có thấy người nào hết, không có ai đáng khả nghi. Có lẽ tụi nó còn chưa tới. Vì chuyện này phải làm cẩn thận mới được. Tiểu tiện cô nương. Quốc sư. Vì chuyện kiếm đặt mà giao cho cô tiến hành. Tụi nó đang âm thầm tương trợ, cô nhận thấy sẽ đặt như vậy có được không? Cảm ơn quốc sư. Có lẽ như vậy sẽ nhanh chóng kiếm ra được đặt ma. Vì được, bây giờ ta có thể khởi trình đi Lạc Dương. Cô ở lại đây, cứ yên tâm đi. Chúng ta thế nào cũng phải kiếm được đặt ma. Chỉ rất tiếc, ở đây là một ngôi chùa. Để có một mình ở trong chùa, ta thấy hình như không có được tiện lắm. Ờ cô nương, phía sau ngôi chùa có một tịnh thất đặc biệt đã chuẩn bị cho nữ thí chủ rồi. Bần đạo xin mời cô đi coi. Dạ không cần, tôi phải còn đi tìm quốc sư. Ê, chỉ tiền cô nương, đó là mỹ của Pháp Tâm, quẩy tay Pháp Tâm đi coi coi. Cô nương là quý khách của quốc sư mà, bần đạo không dám chậm trễ đâu. Cô nương xin mời. Về làm phiền phương trưởng. Các người hãy nghe đây, bây giờ đạt ma thiền tâm chưa định, còn tiểu thiền của nương này là khách tình của nó. Sau khi kiếm được đạt ma, phải tìm cách để cho hai đứa nó ở chung với nhau. Còn những kẻ bên cạnh của tụi nó thì chặn tay giết hết cho ta. Nghe phát hiện khổ cơ thì càng không nên tha cho nó. Chỉ cần phá được phật thể của đạt ma. A Di Đà Phật. Mau trở về nhà, di chuyển người trong nhà, đừng để cho bọn họ làm thương hại nha. Vậy sẽ tôi. Chị Bảo, hãy ngoan. Nếu quả thật là Hồ cô nương, thì chứng tỏ gia tộc của họ Hồ đã bị gặp tai nạn. Mau kêu họ trốn đi. Bất luận các người đi tới đâu, cũng phải làm dấu để lại, để ta dễ đi tìm nha. Bây giờ ta đi đánh lạc hướng bọn chúng, phải nhớ nha. Nếu vậy tụi mình mau trở về nhà đi, bằng không đồng đảng của tụi nó tới nữa, mình sẽ nguy hiểm đó. Vậy còn đại sư tính sao đây? Phải đó. Đại sư tội ba xích chúng, tụi nó không làm gì được ổng đâu. Nhưng mà ổng không thể nào chống cự với tụi nó đông như vậy, cho nên tụi mình phải ẩn trốn ra đằng sau ẩn nấp một chút đi. Đại sư võ nghệ cao cường, nhiều người cũng không sợ. Đúng. Vì đại sư là người xuất gia không thể sát sinh đâu. Nhưng đám hòa thượng ở đại lương tự thì khác đó. Tụi nó giết người không có gớm tay. Ý gì đừng có nói nhiều nữa, mình mai chạy đi. Phải. Đi mau đi. Sư phụ, có tín hiệu ở khu núi phía đông khoảng 20 dặm phát hiện được đó, là tung tích của đạt ma. Có tín hiệu hả? Đã phát hiện tung tích của đạt ma, cô muốn tới đó hay không vậy? Đương nhiên tôi phải tới đó. Tiểu thuyền của nương, một mình cô đi hả? Một mình, nhưng mà tôi không thuộc địa hình ở chung quanh, nếu kiếm không gặp thì sẽ làm bê trễ chuyện lớn của quốc sư. Hay là như vậy, các vị hãy tiễn tôi tới gần đó, như vậy tôi mới tiện hành động. Cô nương, hãy để tôi tiễn cô nha, cô nghĩ sao? Được vậy thì tốt quá. Nhưng mà trong khi tôi gặp mặt đặc mơ, xin các vị hãy lánh mặt. Quốc sư đã hạ lệnh, chúng tôi không được làm phiền cô. Cảm ơn anh. Cô nương xin mời.
thần thống lệnh. Đứng dậy đi. Đạt Ma đâu? Ở trong gian rừng này chúng ta có nhiều huynh đệ đã bị thương, mời thống lĩnh đến quyết định. Tiểu thiền của nương, bây giờ Đạt Ma không có trong khu rừng này, cô nghĩ là tôi nên dẫn cô vô trống hay là cô tự đi? Cô muốn gặp Đạt Ma mà. Được rồi, tôi đi vô một mình được rồi. Đạt Ma không có làm điều bất lợi với tôi, nhưng mà cách gì cũng nên phải biết. Quốc sư muốn khuyên dạ Đạt Ma đừng tin theo lời của người ta là một phạm nhân được rồi. Cho nên tôi xin các vị đừng có phá hoại việc này. Các vị cũng nên. Tiểu thiền của nương, chúng tôi đương nhiên biết, sau khi cô vô rừng rồi chúng tôi sẽ hoàn toàn nghe lời dặn của cô. Nhưng mà tên Đạt Ma này là hậu hoạn sau này của quốc sư chúng tôi, nếu rủi như xảy ra chuyện gì chúng tôi không thể gánh nổi. Phim được mong tiểu thiền của nương về nói cho quốc sư biết. Tôi biết rồi. Được, mời cô. Cảm ơn. Lập tức theo dõi cổ, tuyệt đối không được sơ ý. Dạ. Đại sư, đại sư, đại sư, đại sư, đại sư ở đâu? Đại sư, tôi là Tiểu Điền nè. Đại sư, đại sư ở đâu? Đại sư, đại sư, tôi tới đây để kiếm đại sư. Đại sư đừng có lẩn trốn nữa mà. Đại sư, đại sư ở đâu? Đại sư, đại sư, đại sư. Tiểu Thiên. Đại sư, đại sư. Tiểu Thiên. Đại sư, đại sư, tôi đã kiếm được đại sư rồi. Tôi sốt ruột gần chết, mỗi ngày tôi đi kiếm đại sư. Đại sư, có phải lòng cố tình tránh né tôi hay không? Đại sư. Không phải. Ô Tiểu Thiên, tại sao cô chỉ đi có một mình vậy? Có những người khác đâu? Tại sao chỉ có một mình cô tìm kiếm tới đây thôi vậy? Có lẽ đó là số phận. Sau khi tôi chia tay với bọn tiểu tử, tôi bắt đầu tìm kiếm từ đồi núi này. Ở chân núi tôi có gặp cả đám võ sĩ, họ đang tìm kiếm Thiên Trúc Hòa Thượng. Tôi nghĩ là đại sư đây rồi, cho nên tôi lên trên núi này để kiếm. Tôi cứ đi kiếm khắp nơi, rốt cuộc đã gặp đại sư ở đây. Chắc cô đã mệt rồi, trời cũng sắp tối, nên tôi dẫn cô tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi. Về chuyện của hồ ly tinh, mình làm sao mà nói giọng đây? Thật ra một kẻ phàm nhân sẽ được hưởng tình yêu ở trong nhân gian cũng đã hạnh phúc rồi, cần gì phải đi vì những chuyện này. Chắc con hồ ly tinh đó đã nói giọng ấy rồi. Trong lòng của ổng, mình chỉ là một cô gái không có giá trị bao nhiêu. Mình không để cho con hồ ly tinh đó lấy được ổng. Đó là một tai nạn của hồ thôn. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao, làm sao mới có thể khôi phục được gia tộc của chúng tôi. Tôi với đại sư thì không thể ngờ được Lưu Di Tâm Tạng lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối với tụi cô. Tại sao ông ta lại làm như vậy? Không lẽ ông ta không có chút lòng từ bi của người xuất gia hay sao? Tôi nghĩ có lẽ là tại vì Đạt Ma đại sư trong tương lai về mặt tu hành Phật pháp sẽ có thành tựu rất cao thâm. Về điểm này, nếu nói với Lưu Chi Tâm Tạng là một sự uy hiếp. Lưu Chi Tâm Tạng là một người có giả tâm to lớn, có thủ đoạn rất tàn nhẫn. Đối với ông, Phật lý chỉ là công cụ. Ê, Tiêu Bảo, không biết em có nghe đại sư nói, nếu như ở đây hoành pháp bất lực thì không biết ông có nghĩ, có nghĩ cũng giống như ở trong số thần tiên có cặp vợ chồng thần tiên tu hành. Tôi thì không nghe đại sư nói như vậy. Tiểu cô nương, sao cô lại nghĩ ra cái chuyện này như vậy? Chúng tôi tu hành ngàn năm chỉ chấn hoa để tu thành người, làm được địa tiên thì đã tới tục đỉnh rồi. Bây giờ gia tộc của tôi đã bị tiêu diệt, tôi thì xấu hổ với tổ tiên của tôi. Thật ra chúng tôi cũng giống như các người, đều muốn có một đời sống được yên tĩnh. Ở trong lòng của tôi không ai có thể so sánh bằng đại sư.
Nhưng tuế nguyệt vô tận, chỉ là tự thỉ lưu nhiên, tịch mịch vô hạn, thân như liễu tự, phi vũ nhân gian. Phiên địch dịch hết mấy nguyên đầu vô sứ mịch, thân như tiêu linh nhận. Cậu Tâm, đã về rồi, Tâm còn chưa ngủ. Trong nhà thì là buồn chán quá, ra ngoài này thoáng mát, cảm thấy dễ chịu hơn, nên ra đây chút thôi. Đã về rồi, tôi cũng định đi ngủ. Các người cứ tự nhiên. Để coi nha. Chị bảo ngờ, ở đây đông người lắm, mình ở đây sẽ làm trở ngại người ta, có biết không? Đi vô đi. Đúng rồi, trong nhà càng đông người thì càng chật. Tôi nghĩ là chúng ta ra ngoài này dạo chơi đi. Trong lòng của ổng chỉ không có mình đâu. Nếu không thì tại sao ổng không muốn nói chuyện với mình? Lúc trước ổng đâu có như vậy. Chắc là bị ảnh hưởng của hồ cơ. Con hồ ly tinh này. Không phải, mình không nên thương ổng. Ổng là người quân tử, là quà tặng giả. Ổng đã từng lừa gạt mình. Thật sự đối với mình rất tốt. Bây giờ mình khỏi phải mang bệnh cùi rồi. Lạc Ma, nếu ông chịu hứa với tôi từ nay sẽ không tu hành nữa, thì tôi sẽ đi dân kinh quốc sơn. Cô thức rồi hả? Đại sư, đêm qua tôi không có ngủ. Tôi chỉ muốn hỏi đại sư, không lẽ ông chỉ có Phật hay sao? Tiểu thiện cô nương, tại sao cô lại nói những lời như vậy? Tôi đã suy nghĩ cả đêm. Tôi cảm thấy đại sư còn có thức tình lục dục của con người. Tôi vẫn còn có, bởi vì sự tu hành của tôi còn chưa sâu vậy. Tôi cảm thấy bây giờ tôi đang kinh lịch qua mọi tai nạn hoặc là mọi sự nguy hiểm. Đó đều là do phần tổ thử thách lòng dạ của tôi. Tiểu thiện, sư phụ của tôi trao trách nhiệm cho tôi vô cùng trọng đại. Trung thổ là một nơi để cho tôi hoằng pháp và cứu độ. Nhưng mà ở chỗ này không phải đã có lưu chi tâm tạng hoằng pháp rồi hay sao? Nếu như không có hạng người như lưu chi tâm tạng, thì đạo Phật càng dễ hoằng pháp và truyền bá ở đây. Không lẽ Phật pháp còn có thiệt có giả à? Có, phải xem coi người hoằng pháp có phải thật tâm hướng về Phật. Nếu như chỉ vì tự lợi và quyền lực và tâm của mình như vậy, thì chỉ làm cho chúng sinh rơi vào bể khổ mà thôi. Đại sư, cần gì phải làm như vậy, đáng làm hay sao? Và lại chuyện này, hà tất đại sư đi làm, có biết bao nhiêu người xuất gia, không lẽ người ta đều không bằng đại sư? Tôi chỉ hy vọng lòng của họ hướng về Phật còn cao hơn núi, còn sâu hơn biển, còn cứng rắn hơn sắt đá, càng lâu dài hơn nhật nguyệt. Nhưng mà cho đến bây giờ, có khác gì miếu đường đã bị ô nhiễm rồi, phải dựa vào Phật tổ từ bi đại đức phát nguyện mới có thể rửa sạch được sự ô nhiễm trong miếu đường. Tiểu thiện, chúng ta chạy đi. Lên. Đưa theo. Ai kêu cái gì tới đây lúc này? Cô nương, vừa rồi tôi nghe những lời nói nhục mạ quốc sư của tôi sợ hắn làm thương hại cô nên đến nhà vô cản trở. Các vị đã quá nôn nóng,
Chuyện này không phải chỉ nói vài lời là có thể khuyên được. Bây giờ đầm hoa chạy mất rồi, chờ cái gì kiếm được ổng chạy lại báo với tôi đi. Cô nương yên tâm đi, tiễn cô nương trở về Đại Lương Tự nhé. Các vị thí chủ, bần tăng muốn đi ngang qua đây, xin các vị hãy nhường lối cho, thì chúng sinh mới được cảnh an lạc. Vậy thì bây giờ để ta tiễn ngươi đi nha. Lên. Còn với Hồ đại gia đó, không ngờ lại nói chuyện suốt cả đêm, thiệt là kỳ lạ. Con là con gái không biết mắc cỡ sao? Không sao đâu, có ai mà không mừng giùm con. Chúng ta là gia đình săn bắn, không phải là đại phú hộ. Tuy rằng chúng ta còn chưa biết rõ Hồ đại gia xuất thân như thế nào, nhưng chỉ nhìn vị tiểu cô nương thì đã biết không phải xuất thân nhà nghèo. Nhưng mà có quan hệ gì đâu chứ. Bây giờ bọn họ đang có nạn, và cả có nói Phụng Hoàng gặp nạn còn tệ hơn gà. Tại sao cứ nói lải nhải như vậy? Anh Liên Nhi, chờ lát nữa nói cho đại thúc con biết nha. À, biết rồi, sẽ xem tình hình rồi mới nói được. Đừng có để cho con ái ngại trong lòng hả? Ê, bà ngồi ở đây cười cái gì? Chuyện đàn bà con gái, các ông đừng có hỏi. Bữa nay bắt được cái gì? Chỉ có mấy con thú này, chúng tôi không dám đi xa. Được bấy nhiêu thôi. Được như vậy thì đủ lắm rồi. Bây giờ tôi đi chuẩn bị. Còn hộ cô nương và hộ đại gia đâu? Hộ cô nương và hộ đại gia đang tập đánh kiếm dưới kia. Cháu đừng khi dễ hộ cô nương là một cô gái yếu đuối nha. Người ta quả thật có học võ thuật đó. Đem võ thuật của chúng ta so với người ta như là ếch ngồi đáy giếng thôi, đâu có thể so với người ta được chứ. Ờ, rất lợi hại phải không đây? Em hỏi làm gì? Hỏi để làm gì? Tiểu Liên, chúng ta mau đi rửa cải. Uầy, bỏ củi vào đi. À, cần gì phải đi sát bên tôi như vậy? À, dạ. Chỗ này rất hoang vu, có nhiều đường đi, thật là khó kiếm đó. Không phải có người giỏi kiếm người lắm sao? Không chừng đạt ma đang ở trong kia. Không được đâu, trong rừng này cho dù chúng tôi đi kiếm cũng sẽ lạc đường đó. Các người thì lạc đường thôi, đừng cứ tưởng là tôi giống các người nha. Tôi không tin ba cái chuyện bậy bạ đâu, tôi phải vô trong đi kiếm. À, dù có đạt ma trong đó, tôi cũng phải báo cáo cho đại nhân biết mới được. Tiểu thiền cô đương, cô quá bướng bỉnh rồi, chúng tôi phụ trách không nổi chuyện này đâu. Tiểu thiền cô đương à, hãy trở về đi, đừng để kẻ bộ hạ này khó xử. Nhảy cao lên một chút. Sao mà cứ lại ở đây? Cô nói cái gì? Cô hồ cơ, cô không nghe lộn chứ? Chứ không có nghe lộn, tiếng nói cô nói tôi nghe là biết ngay. Tiểu Tam, anh đừng có sợ, cứ làm như vậy đi.
Tôi có thể khẳng định chính là con gọi ly tinh này. Nhưng mà tại sao nó lại ở đây? Nó còn chưa chết à? Tôi phải đi coi. Nè, chờ chút đi. Chuyện này còn có công lớn hơn gặp Đạt Ma đó. Quốc sư rất lo lắng chuyện sống chết của gia tộc Hồ. Nếu nó còn chưa chết thì rất là nghiêm trọng. Tôi phải đi thông báo rồi cùng cô đi bắt con yêu hồ này nha. Ở đây là trong rừng, anh định đi thông báo với ai? Chờ một chút, đừng có bước may động rừng nha. Hắc thông lãnh sắp tới chỗ này rồi đó, chờ một lát đi. Mình có bệnh coi không được sao? Được thì được, nhưng mà phải nghe theo lệnh của tôi đó. Bằng không chúng ta sẽ mất mạng. Tôi đã phóng tín hiệu lên rồi. Vậy thì đi. Chị Tiểu Thiện, chạy mau đi. Tiểu cô nương, chạy mau đi, mặc kệ chúng tôi. Chạy mau đi, nhanh lên. Đứng lại. Đứng lại. Chị, mặc kệ tôi, buông tôi cho. Xin hỏi có ai trong nhà không ạ? Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, không lẽ Tiểu Bảo đã quên giải dấu hiệu lại? Bọn họ đã đi chỗ khác rồi. Tại sao cô lại cứu tôi? Tiểu Thiền tỷ tỷ, tại sao cô lại rơi vào tay của họ vậy? Đại sư, chẳng lẽ đại sư cũng rơi vào tay của họ hay sao? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã gặp bọn người đó trên đường đi tìm đại sư. Hy vọng là đại sư đừng bị bọn người đó đón đầu. Nguy rồi, chắc là Hồ Tam cũng gặp nguy rồi. Thật không ngờ cả tộc của chúng tôi đã bị quỷ trong tay của tôi. Sao đây? Tôi đâu còn mặt mũi gì để gặp tổ tiên của tôi nữa. Cô nói lão cũng bị giết hại luôn à? Lưu Chi Tam Tạng đã phóng hỏa đốt sạch ngôi làng của chúng tôi, giết sạch con cháu của tôi. Chỉ có tôi và Hồ Tam trốn thoát được. Bây giờ e rằng Hồ Tam cũng bị họ giết luôn. Lường gạt. Cô lấy gì mà trốn khỏi đó được? Cô là người đáng chết nhất, tại sao không chết đi cho rồi? Lường gạt. Cô lấy gì mà trốn khỏi đó được? Cô là người đáng chết nhất, tại sao không chết đi cho rồi? Tôi nghĩ đây là ý trời, đây là kiếp số của chúng tôi. Vậy cô có gặp lại đại sư chưa? Chưa. Từ lúc tôi tỉnh dậy đến đây, sau lần bỏ đi đó thì tôi không gặp thầy ấy nữa. Vậy cô có muốn gặp thầy ấy hay không? Tôi muốn hỏi thăm thầy ấy. Hỏi thầy ấy. Hỏi về chuyện gì? Hỏi thầy ấy và cô tính thế nào? Tôi muốn hỏi thầy ấy chúng tôi nên làm như thế nào? Chúng tôi hả? Cô tưởng là thầy ấy sẽ lấy cô sao? Cô hãy quên chuyện đó đi. Tiểu Thiền tỷ tỷ, tôi không hiểu ý cô vừa muốn nói. Tiểu Thiền tỷ tỷ à, chúng tôi là tôi muốn nói chúng tôi không còn nhà cửa, không còn thân chân, cũng không còn tương lai. Tôi đã phản bội Lưu Chi Tam Tạng, hiện nay bốn bề đều giặc giả. Nhưng mà hiện nay tôi không sợ chết nữa. Dưới dầm ngoài của hắn, cả tộc của chúng tôi xưa nay không hiểu rõ bản thân mình có thể sinh sống như là loài người của cô vậy. Sau khi đại sư đến đây
đại sư đã cho chúng tôi lòng tin lục súc bình đẳng, tại vì chúng tôi cũng có sinh mạng. Chứ chúng tôi mà tôi muốn nói là chỉ tôi và những tộc đã chết của tôi biết nên làm thế nào đây. Cho dù họ đã lâm vào quỷ đạo luân hồi, tôi cũng phải nhờ đại sư cứu độ cho họ. Cô tin tưởng đạt ma như vậy sao? Tôi tin chứ. Cô tin? Tiểu Thiền tỷ tỷ, cô đi theo đại sư đã lâu ngày, chẳng lẽ cô... Lúc xưa tôi cũng tin. Cô có từng gặp ma hay không? Ừ, Tiểu Thiền. Cô thích thầy ấy à? Thầy ấy là một hòa thượng, thầy ấy không thể có dục vọng, thầy ấy không thể, chuyện đó tôi biết mà. Ý tôi muốn nói là tôi xem đại sư như là vị tiền bối vậy. Tôi biết tôi chẳng xứng đáng đi thương thầy ấy, tôi không thể làm ảnh hưởng đến sự tu hành của người. Chờ sau này đại sư tu hành thành Phật pháp rồi thì có thể giúp chúng tôi tu luyện thành chánh quả. Nè, cô đi theo đại sư à, chẳng lẽ không phải gì? Tiểu Thiền tỷ tỷ, Tiểu Thiền tỷ tỷ, cô thương yêu đại sư à? Không thể nào như vậy được. Như vậy không phải là thương mà là hại. Chẳng lẽ cô đang hận tôi? Tiểu Thiền tỷ tỷ, cô đừng nên hiểu lầm tôi nha. Tôi xin cô không nên mang tư tình của mình mà làm ảnh hưởng đến sự tu hành của đại sư. À, tôi cần phải đi xem Trương Đại Phu và còn Tiểu Ta nữa, xem họ đã thoát nguy hiểm chưa. Tôi không sao đâu. Cô qua xem ca ca của cô đi. Tiểu tử kia, hèn gì muội muội tôi lại thương cậu. Phương trưởng, chuyện lần này phải làm phiền thầy đó. Tôi đi tìm Hồ Cơ và Đạt Ma. Hoặc thông lĩnh, về chuyện này tôi có thể giúp đỡ, nhưng mà quốc sư chỉ muốn tìm Đạt Ma và Hồ Cơ. Nhưng thầy lại dẫn bọn người này về, thầy nhất định phải cho tôi nghe rõ ràng về chuyện này. Một khi quốc sư hỏi tới chuyện này, tôi cũng biết cách để mà đối phó. Trong đó có đệ tử của Đạt Ma và thân nhân của Hầu Cơ. Tôi muốn dùng làm mồi chứ gì. Đây là trong miếu của tôi, mọi chuyện cứ để tôi sắp xếp cho, có được không? Được, chỉ làm phiền phương trưởng. Nếu như có sợ sót gì thì do phương trưởng đây gánh vác. Mang bình nước cho họ và hầu hạ họ cho chu đáo, chưa có mệnh lệnh của ta, kể cả Hắc Vũ dũng sĩ không được vào. Dạ sư phụ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Các thi chủ, chuyện của các vị tôi không muốn hỏi hàng đến, nhưng các vị phải an phận ở lại đây. Nếu như Đạt Ma và Hồ Cơ tới đây, các vị nhớ phải giữ họ ở lại. Tuy nhiên tôi đây là người có lòng từ bi, nhưng cũng có thủ đoạn sấm sét đó. Không nói nhiều nữa, các vị nghỉ ngơi đi. À, vị sư phụ này cũng tốt đó chứ. Bà đừng có nói nhiều nữa, không hiểu gì hết. Tôi Trương đại gia, cũng may tôi có mang theo trùng thuốc để tôi trị thương dùng cho các vị nha. Không cần, chúng tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, cậu hãy khám cho Hồ Tam đi. Được. Tiên tiên tỷ, đừng có lo lắng nữa, bị thương ngoài da thôi, để tôi bó thuốc dùng cho vài ngày sau sức khỏe. Tôi không sao đâu. Bẩm thống lĩnh, không phát hiện tung tích của Đạt Ma và Hồ Cơ. Vô dụng. Còn Tiểu Thiền đâu? Cũng mất cả tâm tích. Sao ạ? Lục soát. Nếu nhân người của chúng ta không đủ thì phái người của Phi Dương Vũ tăng cường chịu chúng ta. Dạ.
Mỹ đồ kia còn giả vờ với ta. Ta nghĩ các người chẳng tốt lành gì đâu. Sư phụ, cậu ta đã tới rồi. Hai con hãy lui xuống đi. Dạ. Tiểu thí chủ, chúng ta qua bên kia nói chuyện ha. Tiểu thí chủ, theo đại hòa thượng, từ Nam Lương vượt sông tới đây. Không phải đâu, Đạt Ma đại sư đã dùng cọng lát qua sông đến Bắc Ngụy trước, còn chúng tôi đi sao? Phương trưởng à, có chuyện dặn dò không? Lão Đạt vô cùng mến mộ Đạt Ma đại sư. Tiểu thí chủ đây là môn đồ đắc ý của Đạt Ma đại sư, cho nên tôi mới nhờ tiểu thí chủ dẫn kiến giùm tôi để gặp đại sư cầu giáo Phật pháp. Phương trưởng, xưa nay Đạt Ma đại sư chưa có bao giờ từ chối ai hết. Chỉ cần phương trưởng tìm được đại sư, chắc chắn đại sư sẽ gặp phương trưởng mà, không cần tôi đứng ra dẫn kiến đâu. Nè, không phải như vậy đâu. Từ khi Đạt Ma đại sư lên bờ đến nay đều là gặp những người muốn hãm hại đại sư, cho nên thầy ấy nhất định phải cẩn thận hơn. Lão Đạp và đại sư chưa từng gặp nhau, mạo nhiên cầu kiến e rằng không có dễ đâu, cho nên mới làm phiền tiểu thí chủ đứng ra dẫn kiến giùm. Nhưng mà bây giờ chính tôi cũng không biết Đạt Ma đại sư đang ở đâu, làm sao có thể giúp cho phương trường được chứ? Bây giờ tôi sẽ thả cậu đi. Những người bạn của cậu, lão Nạp sẽ chiêu cô. Nếu như lão Nạp đoán không lầm thì xung quanh mấy trăm dặm ở vùng này đều nằm trong tay của phi vũ võ sĩ. Đại sư vẫn còn ở trên núi. Thầy ấy vì cứu người trong kia nhất định không bỏ đi xa đâu. Nếu cậu xuống núi tìm được đại sư rồi, nhất định phải mời người lên núi, tự lão Nạp sẽ sắp xếp cho. Như vậy chắc phải làm phiền phương trưởng. Cậu yên tâm. Liễu Nhiên. Sư phụ. Tiểu thí chủ đây xuống núi bằng con đường phía sau để tránh khỏi hắc vũ võ sĩ. Mời thí chủ. Sư phụ. Liễu Liễu à, trong mình Đạt Ma có Phật môn Chí Bửu Xá Lợi Tử, nếu không thừa cơ hội này mà đoạt lấy, liệu quốc sư có để yên cho chúng ta không? Đi, theo dõi hành động của hắc vũ. Dạ sư phụ. Tôi nhờ tiểu thí chủ đi làm chút chuyện, các vị yên tâm, nếu có cần gì thì cứ lên tiếng. Đại sư à, thật ra thầy phái tiểu bửu đi làm chuyện gì vậy? Chuyện này cậu đừng có hỏi. Tôi rất kính ngưỡng Đạt Ma, tôi không xử hẹp với các người đâu. Ai vậy? Thì ra ngươi là dân tế. Ngươi muốn chết à? Mang hắn đi giấu, có ai hỏi tới cứ nói hắn chưa từng tới đây. Dạ dạ. Tôi cảm thấy tên hòa thượng đó không đáng tin cậy đâu. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đúng rồi. Tất cả hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói đây. Tại sao ngươi lại cứ mắc tuyệt mệnh phi châu của Hắc Phong Lĩnh ngay trên không? Tại sao các người không đi xem thử hiện nay Hắc Phong Lĩnh của các người đang ở đâu? Chúng ta bắt người trước rồi hẳn nói. Tại sao họ lại đánh nhau vậy? Đúng rồi, chuyện của phương trưởng đã bị họ biết được rồi. Phương trưởng đang gặp nguy hiểm, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn tiểu bửu. Đại sư. Đại sư, cô lại ở đây. Tại vì tôi nghe nói bọn người của tiểu bửu bị nhốt tại đây, cho nên tôi mới đến đây cứu họ.
bọn họ không phải người tốt đâu. Cứ để cho họ giết hại lẫn nhau đi. Tôi cũng không đủ khả năng đứng ra quy cản họ. Đi đi, chúng ta về trong khu rừng nói chuyện. Đại sư à, thầy không quan tâm Tiểu Bửu sao? Cứ yên tâm đi, họ tự biết lo cho mình mà. Tiểu Bửu tự biết đối phó. Nhanh lên. Cái kia, đắp, đằng kia kia. Đi, nhanh lên. Kìa trời, sư phụ của thầy bị đánh bại rồi, hãy chạy hết vào trong rừng. Thật sao? Không tin thầy ra ngoài đó xem. Chạy nhanh lên đi, chạy khoảng 200 bước thì có một khu rừng, chúng ta trốn lên đó là tiện nhất đó. Chạy mau đi. Mau lên. Nè, sao có người đang bỏ trốn? Chạy mau. Người đâu? Giữ họ lại. Cầu kiến quân sư. Đứng dậy. Tào quân sư. Quân sư. Thưa quốc sư, tại họ ngang nhiên. Cái tên quốc sư, phương trưởng thông đồng với Đạt Ma, giết chết Hát Vũ võ sĩ. Quốc sư, đừng nên tin hắn ta đó bậy. Họ có cả đội người trong tay, vậy mà để cho toàn bộ nhân vật quan trọng chạy thoát cả. Ta nghe nói các người còn mời Phi Vũ võ sĩ giúp đỡ lục soát. Đúng là cả bọn vô dụng. Sư phụ, nguy rồi. Mọi người của Hồ Cơ đã chạy thoát rồi. Tiểu Tăng lập tức phái người đuổi theo họ ngay. Không cần thiết. Toàn là những kẻ không quan trọng. Thiên Khùng, đệ tử có thuyết minh và lộ báo cho các trạm lục soát. Dạ. Đại sư. Tiểu Thiệt, có đừng sợ. Đây là phương pháp cổ xưa mà thợ săn dùng để dọa thú. Tôi nghĩ chắc là Lưu Chi Tâm Tạng đã tới đây. Không lẽ hắn không thể chấp nhận tôi bắt vị hoàng pháp hay sao chứ? Đại sư, có phải thầy cần phải ở bắt vị hoàng pháp không? Ở đây vốn đã có Lưu Chi Tâm Tạng rồi kia mà. Tiểu Thiệt, tôi không muốn phải bình thể. Người xuất gia không thể nói bậy mà tạo nghiệp được. Nhưng mà lòng ham muốn quyền thế của thầy ấy quá nặng rồi, đã vượt hẳn sự tu hành mà người xuất gia vốn phải có. Tôi cũng biết thầy ấy đã theo thầy nào học Phật pháp, nhưng thầy ấy đã bỏ chánh đạo và lâm vào tà phái. Đại sư, vậy còn thầy thì sao? Tôi tu hành còn non kém, cho nên vẫn phải nhờ Phật tổ gia hộ. Có đôi lúc lòng của tôi không thể yên tĩnh được, có đôi lúc dục vọng của tôi sẽ tấn công tôi, làm cho tâm hồn của tôi chao đảo, không thể trở thành người xuất gia lòng vững như núi được, không thấy sự dụ hoặc bên ngoài. Ý của đại sư muốn nói, kẻ xuất gia không thể có tình được hay sao? Không, chẳng những có, giả lại không phải có tình đối với chúng sinh, vạn vật và cả thế gian nữa. Đối với Hồ Cơ lại càng khác. Cô ấy không phải là người, nhưng mà cô ấy cũng thuộc về một trong những thứ của vạn vật. Tiểu Thiệt, tôi không hỏi cô tại sao. Tại vì khoảng cách giữa cô và đạo lý Phật pháp còn xa lắm. Nhưng mà Thôi, có gì đâu mà thôi. Lúc chú đi săn cũng không thổi nhiều như cháu bây giờ đâu. Cháu có biết không, đây không phải là chuyện đùa. Nếu như để họ đuổi kịp thì chúng ta sẽ không gặp mai. Tiểu Bổ à, tại sao Lão Hòa Thượng lại thả cậu vậy? Lão Hòa Thượng đã cho rằng tôi có thể tìm được đại sư. Tôi cũng không biết ông ta nói những gì nữa. Thật ra tại sao ông ta mới phản bội Lưu Chi Tam Tạng làm cái gì chứ? Lão Hòa Thượng kia đã đổ tánh hay sao? Lúc xưa ông ta hung dữ lắm đó. Tôi từng đến đại đường dâng cống phẩm và làm khổ công. Lúc đó ông ta chẳng có chút lòng từ bi. Cháu đừng nói nhiều như vậy nữa. Hãy tu chút đức đi. Chính mắt chúng ta đã nhìn thấy ông ta giết Hắc Vũ. Tại sao họ lại giết hại lẫn nhau? Chúng ta đừng đoán mò nữa. Nhưng mà tên Lão Hòa Thượng đó quả nhiên là nôn nóng muốn làm công đó. Chúng ta nên tìm một chỗ nào đó đi trốn tạm.
không may họ cho người lên núi lục soát. Nếu như tìm được chúng ta, như vậy thì nguy rồi. Nếu nói chỗ nào kín đáo nhất trên núi này, phải kể đến lão gia đường. Nhưng mà lần trước bị họ tình cờ tìm đến nơi. Bây giờ tôi vẫn còn một cách. Chúng ta lập tức đổi hướng, như vậy họ sẽ không tìm ra đâu. Có cách nào làm cho họ không thấy chúng ta chứ? Đó chính là động phủ của lão thần tiên lúc xưa. Trong đó có bác Trận Đồ. Đúng rồi, chính là bác Trận Đồ. Đây là lời truyền thuyết từ xưa đến nay. Nhanh lên, tất cả nhanh lên. Nhanh lên. Đậm tránh mặt đi. Tôi không muốn chạm mặt với họ. Thực ra tôi chẳng muốn dùng võ lực mà đã thương người khác. Vì chuyện cứu tiểu bửu, sao mà chúng ta mới tính sao? Và phải tìm lại hồn cô nương. Dù sao tôi cũng phải giúp họ sắp xếp mọi việc. Mong Phật tổ gia hộ, hồn gia vẫn còn người sống sót. Người xuất gia mà còn nhúng tay vào tục sự hay sao? Chuyện của chúng sinh đều phải lo, giả lại họ đều có duyên với tôi. Nhanh lên. Tiểu bửu. Đại sư. Là các gì? Đại sư sao? À, không ngờ gặp thầy ở đây. Hồ Tam, gặp lại cậu tôi thật vui mừng. Đại sư à, chúng ta hãy đi khỏi đây ngay. Thầy đi chung với chúng tôi, nếu không họ sẽ đuổi kịp. Chúng ta đi nhanh lên. Đi. Đi.